Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang. Thì hôm nay mình rất vui được tiếp tục chương trình. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn chủ đề là những mẫu câu cụ thể nói về hỏi ai đó thích ăn món gì, hay là những tâm sự của người chủ nhà và cô giúp việc, hay là tâm sự của đôi vợ chồng họ bàn nhau về kế hoạch rước con gái trong những lúc bận rộn như thế nào hả quý anh chị và các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu từng cái bối cảnh cụ thể. Thì cái bối cảnh thứ nhất là hỏi ai đó thích ăn món gì, thì ta sẽ hỏi như thế nào, ta sẽ nói như thế nào. Mình dành chúng di sực mấy dạ sung, mình dành chúng di sực mấy dạ sung, mình dành chúng di sực mấy dạ sung, có nghĩa là hỏi ai đó thích ăn món gì. Rồi thí dụ như ta muốn nói ngày mai nhà mình thích ăn món gì, thì ta sẽ hỏi như thế nào. Thính dập, lỵ tỳ, tài cá, sản sực mắt sung. Thính dập, lỵ tỳ, tài cá, sản sực mắt sung. Thính dập, lỵ tỳ, tài cá, sản sực mắt sung. Thính dập, lỵ tỳ, tài cá, sản sực mắt sung. Có nghĩa là ngày mai nhà mình thích ăn món gì. Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị các bạn. Thính dập, thính dập có nghĩa là ngày mai. Lỵ tỳ có nghĩa là các bạn hay là các con, hay là nhà mình, những thành viên trong gia đình của nhà mình. Tài cá thì nó cũng có nghĩa là giống nhau ha quý anh chị các bạn. Tài cá có nghĩa là những thành viên trong gia đình, hay là những người bạn. Nói chung là số nhiều thì người ta dùng lỵ tỳ hay là tài cá để hỏi ha anh chị các bạn. Sản sực, sản sực, sản là muốn, sực là ăn. Mắt sung, mắt sung có nghĩa là món gì. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Thính dật, lỵ tỳ, sản sực, mắt sung. Thính dật, lỵ tỳ, sản sực, mắt sung. Thính dật, tài cá, sản sực mắt sung. Thính dật, tài cá, sản sực mắt sung. Có nghĩa là ngày mai nhà mình thích ăn món gì, hay là ngày mai nhà mình muốn ăn món gì. Rồi ta tiếp tục, thí dụ như ta muốn nói tối mai chúng ta ăn món lẩu được không, thì ta sẽ hỏi như thế này. Thì ta sẽ hỏi như thế này. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma. Có nghĩa là tối mai chúng ta ăn món lẩu được không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích với anh chị các bạn rất là đơn giản. Thính mạn có nghĩa là tối mai. Ngọ tỳ có nghĩa là chúng ta. Tả bín lù có nghĩa là món lẩu, hủ ma có nghĩa là được không. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma. Thính mạn, ngọ tỳ, tả bín lù, hủ ma có nghĩa là tối mai chúng ta ăn món lẩu có được không. Thì bây giờ đó, trời mùa thu sắp chuyển lạnh rồi quý anh chị các bạn, thì người Hồng Kông người ta rất là thích tả bín lù, tức là người ta thích ăn món lẩu anh chị các bạn. Tại vì ngồi bên cái bếp lửa để mà mình nấu lẩu á, thì rất là ấm áp, cho nên á, người ta rất là thích ăn món lẩu vào vào những cái mùa lạnh không anh chị các bạn. Nhưng vào những cái mùa này đó mà mình đi những cái quán ăn đó, thì mình phải chờ hơi lâu, bởi vì đó những cái món lẩu thì mình đâu phải ăn nhanh được không anh chị các bạn, nên mình ăn rất là chậm.
Cho nên đó, thì những người khác chờ thì phải chờ lâu, nhưng mà cũng đây là những cái thói quen của người ta rồi. Ví dụ như đông khách quá thì mình sẽ đi tiệm khác thôi chứ không thể nào chờ được. Rồi, bây giờ tiếp tục, thí dụ như ta muốn nói ý kiến hay, trời bắt đầu lạnh, ăn lẩu thì hấp dẫn lắm, thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Hữu thầy di thiến hy hối chỉ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá. Hữu thầy di thiến hy hối chỉ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá. Hữu thầy di thiến hy hối chỉ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá. Hữu thầy di thiến hy hối chỉ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá. Có nghĩa là ý kiến hay, trời bắt đầu lạnh, ăn lẩu thì hấp dẫn lắm. Thì chúng ta cùng nhau giải thích thưa quý anh chị và các bạn. Hữu thầy di, hữu thầy di có nghĩa là ý kiến hay, thầy di có nghĩa là ý kiến, hữu có nghĩa là hay hay là tốt, hữu thầy di có nghĩa là ý kiến hay. Thiến hy hối sĩ tung, thiến hy có nghĩa là khí hậu hay là trời, thời tiết. Hối sĩ có nghĩa là bắt đầu. Có sĩ giám không quý vị các bạn? Chúng ta không đọc sĩ, chúng ta không đọc tỷ và chúng ta cũng không đọc thỉ, mà đọc là chỉ, chỉ, hối chỉ, hối chỉ. Có nghĩa là bắt đầu, tung tung có nghĩa là lạnh á quý chị các bạn. Thiến hy hối chỉ tung có nghĩa là trời bắt đầu lạnh. Tả bến lầu có nghĩa là ăn lẩu. Trầu dắt lầu lá, trầu dắt lầu lá, dắt lầu có nghĩa là số 1 ha quý chị các bạn. Dắt lầu có nghĩa là number one. Trầu dắt lầu lá thì có nghĩa là hấp dẫn lắm, đại khái là như vậy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Hữu thầy di thiến hy hối sĩ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá. Hữu thầy di thiến hy hối sĩ tung, tả bến lầu trầu dắt lầu lá có nghĩa là ý kiến hay, trời bắt đầu lạnh, ăn lẩu thì hấp dẫn lắm. Rồi tiếp tục, thí dụ như ta muốn nói mẹ đừng quên mua nhiều thịt bò và tàu hũ nha mẹ, thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này là quý chị các bạn. Mà má lị ầm hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù. Mà má lị ầm hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù. Mà má lị ầm hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù. Mà má lị ầm hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù, có nghĩa là mẹ đừng quên mua nhiều thịt bò và tàu hũ nha mẹ. Thì chúng ta cùng nhau giải thích nè quý chị các bạn. Mà má có nghĩa là mẹ, mà má lị có nghĩa là mẹ. Ầm hũ mòn cây có nghĩa là quên, ầm hũ có nghĩa là đừng, ầm hũ mòn cây có nghĩa là đừng quên. Đừng quên thì có nghĩa là nhớ ha quý anh chị các bạn. Trái nghĩa của mòn cây là quy tắc ha, quy tắc. Mại tó tí có nghĩa là mua nhiều chút, tó tí có nghĩa là nhiều chút. Mại tó tí có nghĩa là mua nhiều chút. Mua nhiều chút cái gì? Thịt bò. Phì ngầu có nghĩa là thịt bò. Thùng có nghĩa là và. Tàu phù có nghĩa là tàu hũ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Mà má lị hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù. Mà má lị hũ mòn cây mại tó tí phì ngầu thùng tàu phù, có nghĩa là mẹ đừng quên mua nhiều chút thịt bò
và tàu hũ nha mẹ. Rồi, ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói sao mà quên được các món đó con thích ăn nhất mà, thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này hả quý anh chị các bạn. Tiểm quỳm kỳ tắc cỏ tí xuân lị chơi chúng di sực á ma. Tiểm quỳ kỳ tắc cỏ tí xuân lị chơi chúng di sực á ma. Tiểm quỳm kỳ tắc cỏ tí xuân lị chơi chúng di sực á ma. Tiểm quỳm kỳ tắc cỏ tí xuân lị chơi chúng di sực á ma, có nghĩa là sao mà quên được các món đó con thích ăn nhất mà. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị và các bạn. Tiểm muội kỳ tắc, tiểm muội có nghĩa là sao mà, kỳ tắc, kỳ tắc có nghĩa là quên, kỳ tắc là nhớ, kỳ tắc là quên. Tiểm muội kỳ tắc nguyên cái cụm từ này thì nó có nghĩa là sao mà quên được. Tiểm quỳm kỳ tắc có nghĩa sao mà quên được. Cỏ tí xuân, cỏ tí xuân có nghĩa là các món đó. Xuân có nghĩa là món, cỏ tí xuân là các món đó. Lị có nghĩa là con hay là bạn, anh chị em. Chơi chúng di có nghĩa là rất là thích, thích nhất. Sực, sực có nghĩa là ăn. Chui chúng di sực có nghĩa là thích ăn nhất. Lị chui chúng di sực có nghĩa là con thích ăn nhất hay là bạn thích ăn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Tiểm quỳm kỳ tắc cỏ tí xuân lị chui chúng di sực á ma. Tiểm quỳm kỳ tắc cỏ tí xuân lị chui chúng di sực á ma, có nghĩa là sao mà quên được các món đó con thích ăn nhất mà. Rồi, ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói đúng lắm, còn mua thêm vài món hải sản cho ba của con nữa, thì ta sẽ nói như thế nào? Mụ cho la trùng diêu mại tí hỏi xín bỉ bà bá a. Mụ cho la trùng diêu mại tí hỏi xín bỉ bà bá a. Mụ cho la trùng diêu mại tí hỏi xín bỉ bà bá a. Mụ cho la trùng diêu mại tí hỏi xín bỉ bà bá a, có nghĩa là đúng lắm, còn mua thêm vài món hải sản cho ba của con nữa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý vị các bạn, rất là đơn giản, nhìn cái tô màu là chúng ta cũng có thể hiểu được ngay. Mụ cho la có nghĩa là đúng lắm, cho có nghĩa là sai, mụ cho không sai, không sai thì có nghĩa là đúng không quý vị các bạn. Có khi người ta dùng những cái từ như thế này để mà diễn đạt nó đặc biệt một chút không chị các bạn. Thí dụ như chúng ta nói ngám la thì chúng ta không nói mà chúng ta nói là mụ cho la, mụ cho la có nghĩa là đúng lắm. Ngám la cũng có nghĩa là đúng lắm không quý anh chị các bạn. Lưu ý người ta có hai cách nói thì cách nào cũng được không quý anh chị các bạn. Rồi, trùng diêu mại có nghĩa là còn mua thêm tí hỏi xín có nghĩa là vài món hải sản. Bỉ là cho, bà bá là ba, bỉ bà bá có nghĩa là cho ba của con. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Mụ cho la trùng diêu mại tí hỏi xín bỉ bà bá a. Mụ cho la trùng diêu mại tó tí hỏi xín bỉ bà bá a, có nghĩa là đúng lắm, còn mua thêm vài món hải sản cho ba của con nữa. Rồi, ta tiếp tục.
Thí dụ như tao muốn nói hải sản không thành vấn đề, còn ông bà ngoại của con thì thích ăn rau cải, có đúng không? Thì ta sẽ hỏi như thế nào? Hỏi xin một mành thầy, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở chúng di sực, xó choi ngám ngám. Hỏi xin một mành thầy, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở chúng di sực, xó choi ngám ngám. Hỏi xin một mành thầy, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở chúng di sực, xó soi ngám ngám. Có nghĩa là hải sản không thành vấn đề, còn ông bà ngoại của con thì thích ăn rau cải, có đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè. Hỏi xin có nghĩa là hải sản, một mành thầy có nghĩa là không thành vấn đề, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở trùng dậu có nghĩa là còn, lỵ cùng cúng, phò phở có nghĩa là ông bà ngoại, cùng cúng là ông ngoại, phò phở là bà ngoại, lỵ cùng cúng phò phở có nghĩa là ông bà ngoại của con. Chúng di có nghĩa là thích, chó choi xó choi, xó choi có nghĩa là rau cải, ngám ngám, ngám ngám là dùng để hỏi có đúng không, ngám ngám là cái dùng để hỏi có đúng không, không có gì các bạn cũng lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Hỏi xin một mành thầy, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở chúng di sực, xó xoi ngám ngám. Hỏi xin một mành thầy, trùng dậu lỵ cùng cúng, phò phở chúng di sực, xó xoi ngám ngám, có nghĩa là hải sản thì không thành vấn đề, còn ông bà ngoại của con thì thích ăn rau cải, có đúng không? Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói mẹ của con thật tuyệt vời, con yêu mẹ, thì ta sẽ nói như thế nào? Ngọ mà má chánh hữu, ngọ oi lệ, ngọ mà má chánh hữu, ngọ oi lệ, ngọ mà má chánh hữu, ngọ oi lệ, có nghĩa là mẹ của con thật tuyệt vời, con yêu mẹ. Thì có khi có những lúc chúng ta cũng cần phải nói lên tiếng con yêu mẹ, không vậy các bạn thì càng thấy hạnh phúc và ấm áp hơn ha. Người nghe và cả người nói cũng vậy, cũng có cái cảm giác này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích. Ngọ mà má. Ngọ mà má có nghĩa là mẹ của con. Chánh hữu. Hữu là tốt. Chánh hữu thì có nghĩa thật là tốt, thì chúng ta cũng có thể dịch là thật là tuyệt vời. Ngọ mà má chánh hữu có nghĩa là mẹ của con thật tuyệt vời. Ngọ ngôi lỵ. Ngọ ngôi lỵ có nghĩa là con yêu mẹ. Ngọ ngôi lỵ cũng có nghĩa là mẹ yêu con. Ngọ oi lỵ cũng có nghĩa là anh yêu em. Ngọ oi lỵ cũng có nghĩa là em yêu anh. Dần dần ha quý anh chị và các bạn. Thì thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có thể nói câu này để tăng thêm tình cảm ha quý anh chị và các bạn. Ngọ mà má chánh hữu, ngọ ngôi lỵ mẹ của con thật tuyệt vời, con yêu mẹ. Rồi bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói con mẹ cũng yêu con, ngày mai con không có đi học, hai mẹ con mình cùng đi chợ mua đồ ăn nhé, thì ta sẽ nói như thế nào? Ngọ tú oi lỵ thính dạch lỵ sảy phán họ, ngọ tỳ lợn mụ lỗi dắt thầy hôi cái sĩ mại sung. Ngọ tú oi lỵ thính dạch lỵ sảy phán họ, ngọ tỳ lợn mụ lưỡi dắt thầy hơi cái sĩ mãi xung. Ngọ tú ngôi lỵ thính dạch
你唔使返學，我哋兩母女一齊去街市買餸。có nghĩa là mẹ cũng yêu con. Ngày mai con không có đi học, hai mẹ con mình cùng đi chợ mua đồ ăn nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nào quý anh chị và các bạn, thì rất là đơn giản. Ngọ, tú, oi, lỵ. Ngọ là tôi, tú là cũng, oi lỵ. Ngọ tú oi lỵ có nghĩa là mẹ cũng yêu con, không quý anh chị các bạn. Thứ nhật, thứ nhật có nghĩa là ngày mai. Lỵ sảy phán họ, lỵ có nghĩa là con, là bạn, là anh, là em. Sảy có nghĩa là không, không. Sảy có nghĩa là không. Phán họ có nghĩa là đi học. Lỵ sảy phán họ có nghĩa là con không có đi học hay là bạn không có đi học. Ngọ tỳ lạng mụ lưỡi. Ngọ tỳ lạng mụ lưỡi có nghĩa là hai mẹ con mình hay là hai mẹ con chúng ta. Thưa quý vị các bạn, mụ lưỡi có nghĩa là mẹ con. Lạng mụ lưỡi có nghĩa là hai mẹ con. Ngọ tỳ lạng mụ lưỡi có nghĩa là hai mẹ con chúng ta hay là hai mẹ con mình. Đại khái là như vậy. Tiếp tục. Dắt chày hơi. Dắt chày hơi có nghĩa là cùng đi, có chày có xì dấm hả quý chị các bạn. Dắt chày hơi. Hơi bến tàu, đi đâu? Hơi bến tàu. Cái xì là đi chợ. Đi chợ làm cái gì? Chụp mắt dẹ. Mại xung có nghĩa là mua đồ ăn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ tú ngôi lỵ, thứ nhật lỵ mình sải phán họ, ngọ tỳ là mụ lưỡi dắt chài hơi, cái sĩ mại xung. Ngọ tú ngôi lỵ, thứ nhật lỵ mình sải phán họ, ngọ tỳ là mụ lưỡi dắt chài hơi, cái sĩ mại xung. Có nghĩa là mẹ cũng yêu con, ngày mai con không có đi học, hai mẹ con mình cùng đi chợ mua đồ ăn nhé. Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói dạ được. À, thì ta sẽ nói như thế nào? Hổ a, hổ a. Hổ a, hổ a có nghĩa là dạ được, dạ được. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục học mẫu câu bối cảnh thứ hai hả quý vị các bạn. Cái bối cảnh thứ hai này thì nói về trò chuyện của bà chủ và người giúp việc nhà. Lụ bản lờn thùng cúng dành khén cãi. Lụ bản lờn thùng cúng dành khén cãi. Lụ bản lờn có nghĩa là bà chủ. Khén cãi có nghĩa là trò chuyện. Cúng dành có nghĩa là người giúp việc nhà. Thưa anh chị các bạn, lụ bản lờn thùng cúng dành khén cãi có nghĩa là trò chuyện của bà chủ và người giúp việc nhà. Rồi, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói chủ sành lụ bản lờn. Chủ sành lụ bản lờn có nghĩa là chào bà chủ buổi sáng. Chào bà chủ buổi sáng có nghĩa là chủ sành lụ bản lờn. Chủ sành lụ bản lợn có nghĩa là chào bà chủ buổi sáng. Thì ta cùng nhau giải thích chủ sành. Chủ sành có nghĩa là buổi sáng. Lụ bản lợn có nghĩa là bà chủ. Thì ta sẽ dịch là chào bà chủ buổi sáng hả quý chị các bạn. Chủ sành lụ bản lợn. Còn thí dụ như ông chủ thì ta sẽ nói như thế nào? Lộ bản là ông chủ hả quý vị các bạn. Thí dụ như ta muốn nói chào ông chủ buổi sáng thì rất là đơn giản. Chủ sành, lộ bản. Chủ sành, lộ bản là ông chủ. Còn bà chủ thì phải thêm vô cái chữ lợn. Lộ bản lợn hả quý vị các bạn. Chủ sành, lộ bản lợn có nghĩa là chào bà chủ buổi sáng.
Rồi bà chủ chào lại. Cô giúp việc nhà, thì cô giúp việc nhà tên là Hana ha quý vị các bạn. Thì bà chủ sẽ chào như thế này: chào cô Hana, chủ sành Hana, chủ sành Hana. Chủ sành có nghĩa là chào buổi sáng hay là xin chào buổi sáng. Hana có nghĩa là tên của cô giúp việc. Chủ sành Hana có nghĩa là chào cô Hana. Rồi bây giờ người giúp việc mời bà chủ mình ăn sáng thì sẽ nói như thế nào? Xin mời, thí dụ như ta muốn nói xin mời bà chủ dùng bữa sáng ạ. Đây là món bò kho bánh mì mà bà thích ăn nhất ạ. Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý chị và các bạn. Chỉnh lộ bản làm sự chủ chán. Ní tí hay ca lý ngầu lạm cá phạt báo lị chui chúng di sự. Chỉnh lộ bản làng sự chủ chán. Lý tí hài ca lý ngầu lạm cá phạt báo lị chui chúng di sự. Chỉnh lộ bản làng sự chủ chán. Lý tí hài ca lý ngầu lạm cá phạt báo lị chui chúng di sự. Chỉnh lộ bản làng sực chủ chán. Ní tí hay ca lý ngầu làm cá phạt báo lị chui chúng di sự. Có nghĩa là xin mời bà chủ dùng bữa sáng. Đây là món bò kho bánh mì mà bà thích ăn nhất ạ. Thì ta sẽ cùng nhau giải thích thôi quý vị các bạn. Chỉnh, chỉnh có nghĩa là xin mời. Lộ bản lần, lộ bản lần có nghĩa là bà chủ. Sực chủ chán, sực chủ chán có nghĩa là dùng bữa sáng. Sực có nghĩa là ăn. Chủ chán có nghĩa là bữa sáng. Sực chủ chán có nghĩa là ăn sáng hay là dùng bữa sáng, thì nó cũng có nghĩa như nhau ha quý anh chị các bạn. Ní tí hay, ní tí hay có nghĩa là đây là ca lý ngầu lạm cá phạt báo. Ca lý có nghĩa là ca ri, ngầu lạm, ngầu lạm, ngầu lạm có nghĩa là thịt bò, thịt nạm bò. Ca lý ngầu lạm có nghĩa là món bò kho. Cá có nghĩa là thêm hay là với. Phạt báo, phạt báo có nghĩa là bánh mì. Ca lý ngầu lạm cá phạt báo có nghĩa là món bò kho bánh mì. Lị chui chúng di sực, lị có nghĩa là bạn hay là bà hay là ông, vân vân, không quý vị bạn. Chui chúng di có nghĩa là thích nhất cái gì? Sực. Chui chúng di sực có nghĩa là thích ăn nhất. Lị chui chúng di sực có nghĩa là bà thích ăn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Chỉnh lộ bản làng, sực chủ chán. Ní tí hầy, ca lý ngầu lạm, cá phạt báo. Lị chui chúng di sực. Chỉnh lộ bản làng, sực chủ chán. Ní tí hầy, ca lý ngầu lạm, cá phạt báo. Lị chui chúng di sực có nghĩa là xin mời bà chủ dùng bữa sáng. Đây là món bò kho bánh mì mà bà thích ăn nhất ạ. Rồi tiếp tục. Thí dụ như bà chủ muốn nói trông ngon nhỉ, để tôi thử xem. Ngon, thiệt là ngon. Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý chị các bạn. Mài sơn kỷ hữu, tẳng ngọ chi hạ, chánh hầy hủ hủ mì. Mài sơn kỷ hữu, tẳng ngọ si hạ, chánh hầy hủ hủ mì. Mài sơn kỷ hữu, tẳng ngọ si hạ, chánh hầy hủ hủ mì. Mài sơn kỷ hữu, tẳng ngọ si hạ, chánh hầy hủ hủ mì. Có nghĩa là trông ngon nhỉ,
để tôi thử xem. Thiệt là ngon. Thì chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý chị các bạn. Mài sơn kỷ hữu. Mài sơn kỷ hữu, cái cụm từ này nó có nghĩa là trông ngon nhỉ, hay là trông ngon quá. Rồi ta tiếp tục. Tẳng ngọ si hạ. Tẳng ngọ si hạ, tẳng là để, ngọ là tôi, hay là em, hay là anh. Si hạ có nghĩa là thử xem. Tẳng ngọ si hạ có nghĩa là để tôi thử xem. Chánh hài hữu hữu mì. Chánh hài có nghĩa là thiệt. Hữu hữu mì. Hữu hữu mì có nghĩa là rất là ngon. Chánh hài hữu hữu mì có nghĩa là thiệt là ngon. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Mài sơn kỷ hữu. Tẳng ngọ si hạ. Chánh hài hữu hữu mì. Mài sơn kỷ hữu. Tẳng ngọ si hạ. Chánh hài hữu hữu mì. Có nghĩa là trông ngon nhỉ, để tôi thử xem. Ngon. Thiệt là ngon. Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như người giúp việc nhà muốn nói: dạ cảm ơn bà, xin hỏi hôm nay bà muốn ăn món gì ạ? À? Thì ta sẽ hỏi như thế nào? Thì ta sẽ hỏi như thế này nè quý chị các bạn. Thì ta sẽ nói như thế này nè: tối chè lệ chỉnh mành cắm dạch lệ sản sực bát dạ. Tối chè lệ chỉnh mành cắm dạch lệ sản sực bát dạ. Tối chè lệ chỉnh mành cấm nhập lị sản sực mách dạ, có nghĩa là dạ cảm ơn bà, xin hỏi hôm nay bà muốn ăn món gì ạ? À? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý vị và các bạn, rất là đơn giản. Hồi nãy bà chủ khen món ăn ngon thì cô giúp việc này trả lời là tó chè lị. Tó chè lị có nghĩa là dạ cảm ơn bà. Chỉnh mành. Chỉnh mành có nghĩa là xin hỏi. Cấm dập có nghĩa là hôm nay. Lị có nghĩa là bà, là bạn. Sởn là muốn. Sực là ăn. Mắc dẹ có nghĩa là món gì. Sực mắc dẹ sung á quý anh chị các bạn, là người ta đơn giản thì là chỉ nói là sực mắc dẹ. Cũng đại khái là cũng biết là hỏi bà thích ăn món gì. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Tó chè lị chỉnh mành cấm dạch lị sản sực bách dạ. Tó chè lị chỉnh mành cấm dạch lị sản sực bách dạ có nghĩa là dạ cảm ơn bà, xin hỏi hôm nay bà muốn ăn món gì ạ? À? Rồi thí dụ như bà chủ muốn nói: à hôm nay tôi thèm món mì xào giòn hải sản, cô có thể làm món này cho tôi không? Thì ta sẽ hỏi như thế nào? Ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị các bạn. Cấm dập ngọ hủ sản sực hỏi xin chảo miền lị họ họ gì chỉ ní dạng sung choi bỉ ngọ ma. Cấm dập ngọ hủ sản sực hỏi xin chảo miền lị họ họ gì chỉ ní dạng sung choi bỉ ngọ ma. Cấm dạch ngọ hủ sản sực hỏi xin chảo miền lị họ họ gì chỉ ní dạng sung choi bỉ ngọ ma. Cấm dạch ngọ hủ sản sực hỏi xin chảo miền lị họ họ gì chỉ ní dạng sung choi bỉ ngọ ma, có nghĩa là à hôm nay tôi thèm món mì xào giòn hải sản, cô có thể làm món này cho tôi không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị các bạn. Từ từ giải thích. Cấm nhập có nghĩa là hôm nay. Ngọ là tôi, hủ là hủ sởn. Hủ sởn có nghĩa là rất muốn làm cái gì đó. Rất muốn sực, sực có nghĩa là ăn. Ngọ hủ sản sực có nghĩa là tôi thèm. Thèm ăn món gì quý anh chị các bạn?
hỏi xin chào mình, hỏi xin chào mình. Chào có sự giấm hả quý vị các bạn? Hỏi xin chào mình có nghĩa là món mì xào giòn hải sản. Hỏi xin có nghĩa là hải sản, chảo mìn có nghĩa là mì xào. Hỏi xin chảo mìn có nghĩa là mì xào giòn hải sản. Lị có nghĩa là cô hay là bạn. Họ ầm họ gì, họ ầm họ gì có nghĩa là có thể. Lị họ ầm họ gì có nghĩa là cô có thể. Cô có thể làm cái gì đó. Chỉ chỉ có nghĩa là làm hay là nấu. Ní dần sung choi, ní dần sung choi có nghĩa là món này. Chỉ ní dần sung choi có nghĩa là làm món này. Bỉ là cho, ngọ là tôi, ma câu hỏi không. Bỉ ngọ ma có nghĩa là cho tôi không. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Cấm dập ngọ hủ sản sực, hỏi xin chảo miền. Lị họ mù hỏi gì, chỉ ní dần sung choi bỉ ngọ ma. Cấm dập ngọ hủ sản sực, hỏi xin chảo miền. Lị họ mù hỏi gì, chỉ ní dần sung choi bỉ ngọ ma. Có nghĩa là hôm nay tôi thèm món mì xào giòn hải sản, cô có thể làm món này cho tôi không? Thì nhớ tới cái món món hải sản, mì xào giòn hải sản. Thì mình hồi xưa đó ở quận 11 thì đi ra quận 10 đường Nguyễn Tri Phương á quý chị các bạn, quận 10, quận 5 á. Cái nơi đó rất là nhiều người qua, rất là nhiều cửa hàng người qua, người ta làm cái món mì xào giòn ăn rất là giòn và ăn rất là ngon và rất là đặc biệt. Và mình cũng rất là thích ăn. Nhưng mà cái món ăn này thì ở Hồng Kông nó thì cũng rất là khó, không biết làm sao mà mình tìm lại những cái món này thì cũng khó có cái mì mà người ta làm giòn á, mì ướt thì nhiều quý anh chị và các bạn. Rồi bây giờ ta tiếp tục người giúp việc nhà nghe toàn bộ những cái lời yêu cầu của cô chủ, bà chủ thì cô ấy muốn nói dạ được ạ, dạ được ạ thì rất là đơn giản, hủ a. Hủ A có nghĩa là dạ được ạ. Rồi thí dụ như ta muốn nói 8 tiếng đồng hồ sau thì sẽ nói như thế nào? Ba co chúng thầu hầu. Ba co chúng thầu hầu có nghĩa là 8 tiếng đồng hồ sau. Còn thí dụ như 2 tiếng đồng hồ sau thì ta sẽ nói như thế nào? À, quý chị các bạn có còn nhớ cái số 2 thì có mấy cách đọc, có hai cách đọc hả quý chị các bạn? Gì, cái thứ hai là lợn. Gì hay là lợn cũng có nghĩa là số 2 hả quý chị các bạn. Thì trong cái trường hợp này thì người ta sẽ nói là lợn coi chúng thầu hầu, lợn coi chúng thầu hầu, chứ chúng ta không có nói là gì coi chúng thầu hầu ha quý anh chị các bạn. Chúng ta muốn nói 2 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta sẽ nói là lợn coi chúng thầu hầu, lợn coi chúng thầu hầu ha quý anh chị các bạn. Lưu ý cái cách nói của người ta để mà mình nói cho đúng, chứ để mà mình nói gì coi chúng thầu hầu thì người ta sẽ không hiểu đâu, người ta nghe không có quen á quý anh chị các bạn. Thì nếu mà người ta không quen mình nói cái gì thì người ta sẽ không hiểu hả quý chị các bạn. Cho nên cũng đừng có bắt bẻ người ta là à, tại sao tôi cũng nói số 2 mà bạn không hiểu. Nhưng mà cái cách nói của người ta thì người ta, trong cái trường hợp thì người ta dùng lợn hả quý chị các bạn. Rồi tiếp tục khi mà người giúp việc thấy cô chủ mình về tới nhà vào cái sau giờ làm việc thì cô muốn nói chào bà chủ buổi tối thì sẽ nói như thế nào? Mạnh on lộ bản lờn, mạnh on lộ bản lờn, mạnh on lộ bản lờn có nghĩa là chào bà chủ buổi tối. Mạnh on có nghĩa là buổi tối hả quý anh chị các bạn. Lộ bản lờn là bà chủ, mạnh on lộ bản lờn
hay là lụ bản lề mạnh ón nhất giờ giống nhau không chị bạn, cũng có nghĩa là chào bà chủ buổi tối. Thì bà chủ muốn chào lại cô giúp việc nhà thì bà chủ có thể nói là lị hữu hay là mạnh ón há nà hai quý chị các bạn cũng cũng ok như nhau. Rồi ta tiếp tục, thí dụ như ta muốn nói xin mời bà chủ dùng bữa tối ạ, đây là món mì xào giòn hải sản, thì ta sẽ nói như thế nào? Chỉnh lỗ bản lề dùng mạnh chán lý tí hay hỏi xin chảo mìn, chỉnh lộ bản lề dùng mạnh chán ní tí hài hỏi xin chảo mìn, chỉnh lộ bản lề dùng mạnh chán ní tí hài hỏi xin chảo mìn, có nghĩa là xin mời bà chủ dùng bữa tối ạ, đây là món mì xào giòn hải sản. Thì chúng ta cùng nhau giải thích thưa quý chị các bạn, chỉnh hay là chản đều có nghĩa là xin mời. Chúng ta có hai cách đọc thưa quý chị các bạn, chỉnh chản có nghĩa là xin mời, lộ bản lề, lộ bản lề có nghĩa là bà chủ. Dùng dùng mạn chán có nghĩa là bữa tối hay là cơm tối ha quý anh chị các bạn, dùng mạn chán có nghĩa là dùng cơm tối hay là dùng bữa tối. Ní tí hay có nghĩa là đây là hỏi xin chảo mìn, hỏi xin có nghĩa là hải sản, chảo mìn có là mì, hỏi xin chảo mìn có nghĩa là mì xào giòn hải sản. Ní tí hay hỏi xin chảo mìn, đây là món mì xào giòn hải sản. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nè, chỉnh lộ bản đờn dùng mạng chán lý tí hài hỏi xin chảo miền, chỉnh lộ bản làng dùng mạng chán lý tí hài hỏi xin chảo miền, có nghĩa là xin mời bà chủ dùng bữa tối, đây là món mì xào giòn hải sản. Rồi tiếp tục, thí dụ như ta muốn nói tôi cảm thấy rất là ngon, cảm ơn cô, tay nghề nấu nướng của cô khá lắm, thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị các bạn, ngọ cọt tắc phí sờn hủ mì tó chè lị lị chỉ sung kè sẩu say tú mùm so, ngọ cọt tắc phí sờn hủ mì tó chè lị lị chỉ sung kè sẩu say tú mùm so, ngọ cọt tắc phí sàn hủ mì tó chà lị lị chỉ sùng kè sẩu say tú mùm cho, có nghĩa là tôi cảm thấy rất là ngon, cảm ơn cô, tay nghề nấu nướng của cô khá lắm. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý chị các bạn, ngọ cọt tắc có nghĩa là tôi cảm thấy, phí sàn hủ mì, hủ mì có nghĩa là ngon, phí sờn hủ mì có nghĩa là rất là ngon, tó chè lị có nghĩa là cảm ơn cô, lị có nghĩa là cô, là bạn, chỉ sung có nghĩa là nấu nướng, sẩu xay có nghĩa là tay nghề, chỉ sung ke sẩu xay có nghĩa là tay nghề nấu nướng, chỉ sung ke sẩu xay có nghĩa là tay nghề nấu nướng, lị chỉ sung ke sẩu xay có nghĩa là tay nghề nấu nướng của cô hay là tay nghề nấu nướng của bạn, tú tú có nghĩa là cũng cho có nghĩa là không tệ, tú cho có nghĩa là khá lắm, tốt lắm thôi anh chị các bạn, đại khái là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè, ngọ cọt tắc phí sờn hủ mì
Tó chè lệ Lệ chỉ sùng kè sảo say tố mình cho Ngọ con tắc Phí sờn hổ mì Tó chè lệ Lệ chỉ sùng kè sảo say tố mình cho Có nghĩa là tôi cảm thấy rất là ngon Cảm ơn cô Tay nghề nấu nướng của cô khá lắm Thì khi mà được ai đó khen mình Thì mình tuyệt đối là phải nói lời cảm ơn người ta ha quý anh chị các bạn để tỏ thái độ là lịch sự thì bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói dạ cảm ơn bà chủ có lời khen ạ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nấu nhiều món ngon cho bà thì ta sẽ nói như thế nào thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn tó chè lụ bản lề ke chan sản ngọ quỵ cây chục lụ lực chỉ tó tí mị mì ke sung choi bỉ lệ tó chè lộ bản lèn ke chan sản ngọ quội cây chục lụ lực chỉ tó tí mị mì ke sung choi bỉ lệ tó chè lộ bản lèn ke chan sản ngọ quội cây chục lụ lực chỉ tó tí mị mì ke sung choi bỉ lệ có nghĩa là dạ cảm ơn bà chủ có lời khen ạ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nấu nhiều món ăn ngon cho bà thì bây giờ ta cùng nhau giải thích thôi quý anh chị các bạn cái câu này cũng rất là hay tó chè lộ bản lề ke chan sản tó chè có nghĩa là cảm ơn lộ bản lề có nghĩa là bà chủ cảm ơn bà chủ về một cái gì đó là có lời khen đó quý anh chị các bạn lời khen có nghĩa là chan sản tó chè lộ bản lề ke chan sản có nghĩa là cảm ơn bà chủ có lời khen ạ bây giờ thí dụ như mình muốn nói cảm ơn bà chủ cái phần quà thì mình sẽ nói như thế nào thì rất là đơn giản tó chè lộ bản lề ke lạy mạch có nghĩa là quà ha quý anh chị các bạn thì chúng ta cứ thay thế vào mình muốn cảm ơn cái lời khen của ai thì mình nói là tó chè lộ bản lề ke chan sản mình muốn cảm ơn cái phần quà của ai tặng mình thì mình sẽ nói là tó chè lị ke lại mạch đại khái là như vậy không anh chị các bạn thì các quý anh chị các bạn muốn học hỏi thì ghi nhớ lại để nhớ ha rồi ta tiếp tục ngọ quội cây trục ngọ quội cây trục ngọ là tôi quội là sẽ cây trục là tiếp tục lụ lực chỉ tó tí lụ lực có nghĩa là nỗ lực chỉ có nghĩa là nấu tó tí có nghĩa là nhiều mị mì có nghĩa là ngon ke sung choi có nghĩa là món mị mì ke sung choi có nghĩa là món ngon bỉ có nghĩa là cho lị có nghĩa là bà hay là bạn rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè tó chè lộ bản lề ke chan sản ngọ quỳ cây chục lụ lực chỉ tó tí mị mì ke sung soi bỉ lệ tó chè lộ bản lề ke chan sản ngọ quỳ cây chục lụ lực chỉ tó tí mị mì ke sung soi bỉ lệ có nghĩa là dạ cảm ơn bà chủ có lời khen ạ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nấu nhiều món ngon cho bà rồi ta tiếp tục thí dụ như ta muốn nói ngày mai tôi đi công tác xa ở Singapore thì ta sẽ nói như thế nào thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị các bạn thiến dạch ngọ hồi Singapore cúng con thiến dạch ngọ hồi Singapore cúng con thiến dạch ngọ hồi Singapore cúng con có nghĩa là ngày mai tôi đi công tác xa ở Singapore rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè a là à thiến dạch có nghĩa là ngày mai thế ngày mốt quý anh chị các bạn còn nhớ là ngày gì không ngày mốt có nghĩa là hậu dạch thôi quý anh chị các bạn mình chỉ đùa một chút thôi nhắc cho các bạn nhớ thôi ha rồi tiếp tục ngọ hôi
Ngọ hôi có nghĩa là tôi đi. Singapore có nghĩa là nước Singapore ha quý anh chị các bạn. Cúng con có nghĩa là đi công tác. Thường thường mà mình đi ra nước ngoài để mà làm đi công tác thì người ta kêu là cúng con ha quý anh chị các bạn. Cúng con là đi công tác xa. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. A thính nhật ngọ hồi Singapore cúng con. A thính nhật ngọ hồi Singapore cúng con có nghĩa là a ngày mai tôi đi công tác xa ở Singapore. Rồi thí dụ như khi mà người giúp việc nhà nghe bà chủ mình nói là ngày mai bà chủ đi công tác xa ở Singapore, thì cái người giúp việc này người ta hỏi như bà chủ như thế này: dạ xin hỏi bà chủ đi nước ngoài công tác bao lâu ạ? Thì ta sẽ hỏi như thế nào? Thì ta sẽ hỏi như thế này là quý anh chị các bạn: hổ qua cẩm chỉnh mành lụ bản là xuất ngoại cúng cọt kỹ tó dạch. Hổ qua cẩm chỉnh mành lụ bản là xuất ngoại cúng cho kỹ tó dạch. Hổ qua cẩm chỉnh mành lụ bản là xuất ngoại cúng con kỹ tó dạch. Hữu A cẩm chỉnh mành lộ bản là suốt ngồi cúng con kỹ tối dập, có nghĩa là dạ xin hỏi bà chủ đi nước ngoài công tác bao lâu ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi các bạn. Hữu A có nghĩa là dạ, là biết ạ. Dạ cẩm chẳng mành có nghĩa là xin hỏi. Cẩm chẳng mành có nghĩa là thế xin hỏi hay là xin hỏi hả quý anh chị các bạn. Lộ bản là có nghĩa là bà chủ. Xuất ngồi có nghĩa là đi nước ngoài á quý anh chị các bạn. Xuất ngồi co á, nhưng mà người ta đơn giản người ta nói ngắn gọn có nghĩa là xuất ngồi. Cúng con có nghĩa là đi công tác. Xuất ngoại cúng con có nghĩa là đi nước ngoài công tác. Cái cụm từ này có nghĩa là như vậy không anh chị các bạn. Cái cụm từ xuất ngoại cúng con có nghĩa là đi nước ngoài công tác. Kỹ tó dạch có nghĩa là bao nhiêu lâu hay là bao lâu hay là bao nhiêu ngày. Kỹ tó dạch, dạch là ngày, kỹ tó là bao nhiêu. Kỹ tó dạch có nghĩa là bao nhiêu ngày. Rồi quý anh chị và các bạn có còn nhớ hỏi kỹ bao nhiêu tiền là làm sao không? Bao nhiêu tiền có ai còn nhớ là hỏi như thế nào không? Thì bao nhiêu tiền sẽ là kỹ tó chỉnh. Kỹ tó chỉnh rất là đơn giản không quý vị các bạn. Rồi mình nói thêm luôn, mình muốn hỏi bao nhiêu người thì sẽ hỏi như thế nào, thì rất là đơn giản. Kỹ tó dành có nghĩa là bao nhiêu người. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Hữu A cẩm chẳng mành lộ bản là xuất ngồi cúng con kỹ tó dập, có nghĩa là xin hỏi bà chủ đi nước ngoài công tác bao lâu. Rồi thí dụ như các trường hợp này á, thì có dùng bà chủ là lộ bản là. Còn thí dụ như chúng ta muốn hỏi xin hỏi bạn đi nước ngoài công tác bao lâu, thì ta sẽ hỏi như thế nào? Thì ta sẽ hỏi như thế này là quý anh chị các bạn: chẳng mành lị suốt ngồi cúng con kỹ tó dạch. Rất là đơn giản các anh chị các bạn, chúng ta cứ thay thế vô. Chẳng mành lị suốt ngồi cúng con kỹ tó dạch có nghĩa là xin hỏi bạn đi nước ngoài công tác bao lâu ạ? Nhưng mà trường hợp này đó, bởi vậy người giúp việc và bà chủ có sự phân biệt các anh chị các bạn, cho nên thường thường người giúp việc đó người ta thích kêu không có kêu là lị mà người ta kêu là lụ bản là, nói anh chị các bạn, bà chủ, ông chủ thì người ta kêu là lụ bản. Không biết sao mà người ta thích kêu như vậy đó quý anh chị các bạn, chắc là có vẻ tôn trọng. Rồi, ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói, trong trường hợp này bà chủ muốn nói khoảng 1 tuần cô ở nhà nhớ giúp tôi chăm sóc cho CC nha. Mỗi tối nhớ nói dắt nó đi dạo. Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này là quý anh chị các bạn:
tài khôi dắt co sánh khề, lệ hải úc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cô xí xí, muội mạn kỳ tắc thùng khỏi hôi san bồ. Tài khôi dắt co sánh khề, lệ hải úc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cô xí xí, muội mạn kỳ tắc thùng khỏi hôi san bồ. Tài khôi dắt co sánh khề, lệ hải úc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cô xí xí, muội mạn kỳ tắc thùng khỏi hôi san bồ. Tài khôi dắt co sánh khề, lệ hải úc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cô xí xí, muội mạn kỳ tắc thùng khỏi hôi san bầu. Có nghĩa là khoảng 1 tuần cô ở nhà nhớ giúp tôi chăm sóc cho xí xí nha, mỗi tối nhớ dắt nó đi dạo. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè quý anh chị các bạn. Tài khôi có nghĩa là khoảng, dắt co xính khỳ, dắt co xính khỳ có nghĩa là 1 tuần, lỵ có nghĩa là cô, hãy có nghĩa là ở, úc khỉ có nghĩa là nhà, lỵ hay úc khỉ có nghĩa là cô ở nhà, kỳ tắc có nghĩa là nhớ, bón ngọ bón là giúp, ngọ là tôi, chiêu cu là chăm sóc, xí xí, xí xí là tên của một con chó ha quý anh chị các bạn. Thì thường ở Hồng Kông á, thì có những người người ta rất là thích nuôi chó quý anh chị các bạn, người ta cưng chó cũng như là cưng những mấy đứa con nít vậy đó. Rồi ta tiếp tục, muội mạn kỳ tắc, muội mạn có nghĩa là mỗi tối, kỳ tắc có nghĩa là nhớ, thùng khỏi hôi san bầu có nghĩa là đi bộ, thùng khỏi hôi san bầu có nghĩa là dắt nó đi dạo. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Tài khôi dắt co xính khề, lệ hải úc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cô xí xí, muội mạn kỳ tắc thùng khỏi hôi san bầu. Có nghĩa là khoảng 1 tuần cô ở nhà nhớ chăm sóc cho xí xí nha, mỗi tối nhớ dắt nó đi dạo. Rồi tiếp tục, thí dụ như người giúp việc muốn nói dạ được ạ, còn việc gì tôi có thể giúp bà không, thì ta sẽ nói như thế nào? Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ. Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ. Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ. Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ, có nghĩa là dạ được ạ, còn việc gì tôi có thể giúp bà không. Thì chúng ta cùng nhau giải thích thôi các bạn. Hữu a có nghĩa là được ạ, trùng dậu có nghĩa là còn, trùng dậu mụ dạ có nghĩa là còn việc gì, ngọ là tôi, hỏi gì là có thể, bón tủ lỵ có nghĩa là giúp đỡ bà không, giúp đỡ bạn không. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ. Hữu a trùng dậu mụ dạ ngọ hỏi gì bón tủ lỵ có nghĩa là được ạ, còn việc gì tôi có thể giúp bà không. Rồi thí dụ như bà chủ muốn nói, à còn cô nhớ giúp tôi cho cá ăn đúng giờ và thức ăn của cá vừa đủ lượng là được rồi nhé. Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị các bạn. Trùng dậu lỵ kỳ tắc chuẩn xì bón ngọ quay tí dữ thùng dừa lèn con câu trầu hỏi di la. Trùng dậu lỵ kỳ tắc chuẩn xì bón ngọ quay tí dữ thùng dừa lèn con ngám ngám câu trầu hỏi di la. Trùng dậu lỵ kỳ tắc chuẩn xì bón ngọ quay tí dĩ thùng dừa lèn ngắm ngắm câu chào hỏi di la. Có nghĩa là à còn
Cô nhớ giúp tôi cho cá ăn đúng giờ và thức ăn của cá vừa đủ lượng là được rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích trùng dậu có nghĩa là à còn, trùng dậu có nghĩa là còn, lỵ có nghĩa là bạn, có nghĩa là cô, ki tắc có nghĩa là nhớ, chuẩn xì có nghĩa là đúng giờ, bón là giúp, ngọ là tôi, quay, quay chứ là cho ai đó ăn là quay. Tý dĩ, quay tý dĩ có nghĩa là cho cá ăn. Bón ngọ quay tý dĩ có nghĩa là giúp tôi cho cá ăn. Thùng có nghĩa là và. Dừa lờn có nghĩa là thức ăn của cá. Ngám ngám câu có nghĩa là vừa đủ lượng. Ngám ngám câu có nghĩa là vừa đủ lượng. Chầu hỏi di la có nghĩa là được rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Trùng dậu, lỵ kỳ tắc chuẩn xì, bón ngọ quay tý dĩ, thùng dừa lờn ngám ngám câu, chầu hỏi di la. Trùng dậu, lỵ kỳ tắc chuẩn xì, bón ngọ quay tý dĩ, thùng dừa lờn ngám ngám câu, chầu hỏi di la. Có nghĩa là à còn, cô nhớ giúp tôi cho cá ăn đúng giờ và thức ăn của cá vừa đủ lượng là được rồi nhé. Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như người giúp việc muốn nói: dạ tôi hiểu rồi, à tôi có thể giúp bà sắp xếp hành lý không? Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này là quý anh chị các bạn. Hay à, ngọ mình bạc là a, ngọ hỏi gì bón đi chấp hành lý ma. Hay à, ngọ mình bạc là a, ngọ hỏi gì bón đi chấp hành lý ma. Hay a, ngọ mình bạc là a, ngọ hỏi gì bón đi chấp hành lý ma. Có nghĩa là dạ tôi hiểu rồi, a tôi có thể giúp bà sắp xếp hành lý không? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích từ vựng nè. Hay a có nghĩa là dạ. Ngọ mình bạc là ngọ mình bạc có nghĩa là tôi hiểu. Ngọ mình bạc là có nghĩa là tôi hiểu rồi. A có nghĩa là à. Ngọ có nghĩa là tôi. Hỏi gì? Hỏi gì là có thể. Bón lỵ có nghĩa là giúp bà hay là giúp bạn. Chấp, chấp có nghĩa là sắp xếp, dọn dẹp, sắp xếp. Hành lỵ có nghĩa là hành lý, hành lỵ có nghĩa là hành lý. Ma có nghĩa là câu hỏi không. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Hay a, ngọ mình bạc là a, ngọ hỏi gì bón lỵ chấp hành lý ma. Hay a, ngọ mềm bạc là a, ngọ hỏi gì bón lỵ chấp hành lý ma. Có nghĩa là dạ tôi hiểu rồi, à tôi có thể giúp bà xếp hành lý không? Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như bà chủ muốn nói: thôi khỏi, tôi tự sắp xếp được rồi. Cô Hana vất vả cả ngày, cô nghỉ ngơi sớm đi. Thì có được bà chủ như thế này thì cũng rất là vinh hạnh đó quý vị các bạn. Cái bà chủ này thì cũng có vẻ như là rất tốt bụng, hay khen người khác, hay là không muốn cho người khác quá vất vả đó quý vị các bạn. Rồi chúng ta sẽ nói như thế này: sảy la ngọ chỉ kỹ chấp tắc la Hana lỵ sánh phủ chó sền dạch, lỵ chủ tí dấu xích lá. Sảy lá ngọ chỉ kỹ chấp tắc là Hana lỵ sánh phủ chó sền dạch, lỵ chủ tí dấu xích lá. Sảy lá ngọ chỉ kỹ chấp tắc là Hana lỵ sánh phủ chó sền dạch,
lị chủ tí dấu xích lá, ẩm sải là ngọ chỉ kỹ chắp la, thá nà lị sánh phủ chỏ sừng dập, lị chủ tí dấu xích lá, có nghĩa là thôi khỏi, tôi tự sắp xếp được rồi, cô Hana vất vả cả ngày, cô nghỉ ngơi sớm đi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý anh chị các bạn. Ầm sảy lá có nghĩa là thôi khỏi hay là không cần đâu. Ngọ có nghĩa là tôi, chỉ kỹ có nghĩa là tự, chỉ kỹ có nghĩa là tự, chấp có nghĩa là sắp xếp, tắc la có nghĩa là được rồi, ngọ chỉ kỹ chấp tắc la, ngọ chỉ kỹ chấp tắc la có nghĩa là tôi tự sắp xếp được rồi. Hana lị có nghĩa là cô Hana. Sánh phủ có nghĩa là vất vả, sánh phủ có nghĩa là vất vả. Sình dập có nghĩa là cả ngày. Sánh phủ chỏ sình dập có nghĩa là đã vất vả cả ngày. Lị, lị có nghĩa là cô hay là bạn. Chủ tí có nghĩa là sớm. Dấu xích có là nghĩa là nghỉ ngơi, lá có nghĩa là đi. Lị chủ tí dấu xích lá có nghĩa là cô nghỉ ngơi đi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Chủ tí dấu xích có nghĩa là nghỉ ngơi sớm đi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ầm sải lá, ngọ chỉ kỹ chấp tắt la, há nà lị sánh phủ chó sen dập, lị chủ tí dấu xích lá. Ầm sải la, ngọ chỉ kỹ chấp tắt la, há nà lị sánh phủ chó sen dập, lị chủ tí dấu xích lá. Có nghĩa là thôi khỏi, tôi tự sắp xếp được rồi. Cô Hana vất vả cả ngày, cô nghỉ ngơi sớm đi. Rồi à, nghe bà chủ mình tốt bụng đối đãi với mình như thế thì mình cũng không quên, thì cô giúp việc cũng không quên nói lời cảm ơn với bà chủ. Thì cô sẽ nói là dạ cảm ơn bà chủ, bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ. À, thì ta sẽ nói như thế nào? Tó chà lị lộ bản lờn, lị tú chủ tí dấu xích. Tó chà lị lộ bản lờn, lị tú chủ tí dấu xích. Tó chà lị lộ bản lờn, lị tú chủ tí dấu xích. Có nghĩa là dạ cảm ơn bà chủ, bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ. À, thì bây giờ ta cùng nhau giải thích. Tó chà có nghĩa là cảm ơn, lộ bản lờn có nghĩa là bà chủ, lị có nghĩa là bạn hay là bà, tú là cũng, chủ tí dấu xích, chủ tí dấu xích có nghĩa là nghỉ ngơi sớm, lị tú chủ tí dấu xích có nghĩa là bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ. À, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Tó chè lộ bản lờn, lị tú chủ tí dấu xích. Tó chè lộ bản lờn, lị tú chủ tí dấu xích có nghĩa là dạ cảm ơn bà chủ, bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ. À, rồi bây giờ ta tiếp tục học bối cảnh thứ ba ha quý vị các bạn. Nói về chịp chảy lỗi phong họt. Chịp chảy lỗi phong họt có nghĩa là rước con tan học. Rồi cái bối cảnh này là người chồng quẩy quẩy, quẩy quẩy, quẩy quẩy có nghĩa là alo. Người vợ đầu dây nghe được trả lời, thí dụ như người vợ muốn nói alo, anh có việc gì kiếm tôi vậy? Thì ta sẽ nói như thế nào? Quẩy, lị dậu mắt dẹ xì quẩn ngọ. 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 Có nghĩa là alo anh có việc gì kiếm tôi vậy? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích. Quẩy, quẩy có nghĩa là tiếng alo không anh chị các bạn. Lị là anh, dậu là có, mắc dẹ xì, mắc dẹ xì có nghĩa là việc gì, quẩn là kiếm, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại nè. Quẩy, lị dậu mắc dẹ xì quẩn ngọ. Quẩy,
Lị dậu mới dạ xì quảng ngọ, có nghĩa là alo, anh có việc gì kiếm tôi vậy? Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như người chồng muốn nói: em à, chút nữa anh có cuộc họp nên về nhà trễ khoảng 1 tiếng. Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị các bạn. Lụ pò nhát chành, ngọ dậu co gũi diêu hối, sỏ gì xì dắt coi chúng xín phá lúc khỉ. Lụ pò nhát chành, ngọ dậu co gũi diêu hối, sỏ gì xì dắt coi chúng xín phá lúc khỉ. Lụ pò dắt chành, ngọ dậu co phụ gũi diêu hối, sỏ gì chỉ dắt coi xuống chúng xin pháo khỉ. Lụ phò dắt chành, ngọ dậu co gũi diêu hối, sỏ gì chỉ dắt coi chúng xin pháo nấu khỉ. Có nghĩa là: em à, chút nữa anh có cuộc họp nên về nhà trễ khoảng 1 tiếng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích từ vựng ha quý anh chị các bạn. Lộ phò có nghĩa là em à hay là vợ à. Dắt chành có nghĩa là chút nữa. Ngọ là anh hay là tôi. Dậu là có. Co gũi diêu hối, co gũi diêu hối có nghĩa là cuộc họp. Ngọ dậu co gũi diêu hối có nghĩa là anh có cuộc họp. Sỏ di có nghĩa là cho nên hay là nên. Chì có nghĩa là trễ, có chì dắm không các bạn. Chì dắt co chúng, dắt là một, co chúng là tiếng tiếng đồng hồ đó. Dắt co chúng có nghĩa là 1 tiếng. Xín phán út khỉ, xín là mới, phán là về, út khỉ là nhà, về nhà là phán út khỉ. Xín phán út khỉ có nghĩa là mới về nhà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Lụ pò dắt chành, ngọ dậu co gũi diêu hối, sỏ gì chì dắt co chúng xín pháo khỉ. Lụ pò dắt chành, ngọ dậu co gũi diêu hối, sỏ gì xì dắt co chúng xín pháo khỉ. Có nghĩa là: em à, chút nữa anh có cuộc họp nên về nhà trễ khoảng 1 tiếng. Rồi à, người vợ nghe được thì nói như thế này: vậy à, vậy à, thì ta sẽ nói là: à, dìn lời hài cẩm, dìn lời hài cẩm, dìn lời hài cẩm có nghĩa là vậy à, thế à. Rồi ta tiếp tục. Thí dụ như người chồng muốn nói: vậy em đi rước con gái tan học giùm anh nha. Thì ta sẽ nói như thế nào? Cẩm lị bó ngọ chịp lùi lũi phong họt hổ ma. Cẩm lị bó ngọ chịp lùi lũi phong họt hổ ma. Cẩm lị bó ngọ chịp lùi lũi phong họt hổ ma. Có nghĩa là: vậy em đi rước con gái tan học giùm anh nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè. Cẩm có nghĩa là vậy, lị có nghĩa là em hay là bạn là tôi, bón bón có nghĩa là giúp, bón ngọ kia là giúp anh, chip có nghĩa là rước là đón, lồi lõi chip lồi lõi có nghĩa là rước con gái, phon họt có nghĩa là tan học, hổ ma có nghĩa là câu hỏi nha hay là không, được không, vân vân không gì các bạn, đại khái là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Cẩm lị bó ngọ chịp lùi lũi phong họt hổ ma. Cẩm lị bó ngọ chịp lùi lũi phong họt hổ ma có nghĩa là: vậy em đi rước con gái tan học giùm anh nha, có được không. Thì người vợ nghe những cái nghe cái lời yêu cầu này thì muốn trả lời như thế này: được ạ, được anh ạ, không thành vấn đề. Thế cơm tối của chúng ta thì sao? Thì ta sẽ nói như thế nào? Thì ta sẽ nói như thế này là: quý anh chị các bạn, hổ a, mộ mành thầy,
cẩm ngọ tỳ kè mạn chán tỉ ma hữu a mụ mạnh thầy cẩm ngọ tỳ kè mạn chán điểm a hữu a mụ mạnh thầy cẩm ngọ tỳ kè mạn chán điểm a hữu a mụ mạnh thầy cẩm ngọ tỳ kè mạn chán điểm a, có nghĩa là được anh ạ, không thành vấn đề. Thế cơm tối của chúng ta thì sao? Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích từ vựng ha quý anh chị các bạn. Hữu a có nghĩa là được anh ạ, hay là dạ được. Mụ mành thầy, mụ mành thầy có nghĩa là không thành vấn đề. Mụ mành thầy có nghĩa là không thành vấn đề. Cẩm có nghĩa là thế, ngọ tỳ có nghĩa là chúng ta, ke mạn chán, ngọ tỳ ke mạn chán có nghĩa là cơm tối của chúng ta, mạn chán là cơm tối, ngọ tỳ ke mạn chán có nghĩa là cơm tối của chúng ta. Tiểm a có nghĩa là thì sao. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Hữu a mụ mạnh thầy cẩm ngọ tỳ ke mạn chán tiểm a. Hữu a mụ mạnh thầy cẩm ngọ tỳ kè mạn chán tỉ ma có nghĩa là được anh ạ, à, không thành vấn đề. Thế cơm tối của chúng ta thì sao? Thì nghe cô vợ mình đồng ý rước mình, rước con gái giúp mình và hỏi cái còn buổi tối thì như thế nào, thì người chồng muốn nói như thế này. A à, tan họp xong anh hẹn hai mẹ con em cùng ăn món nướng Hàn Quốc nhé, thì ta sẽ nói như thế nào? A à, hói diền quỷ ngọ dẹp lị tì lạng mụ lưỡi dách chày hơi sực hòn cọt xíu háo. A hói diền quỷ ngọ dẹp lị tì lạng mụ lưỡi dách chày hơi sực hòn cọt xíu háo. A hói diền quỷ ngọ dẹp lị tì lạng mụ lưỡi dách chày hơi sực hòn cọt xíu háo. A hói diền quỷ ngọ dẹp lị tì lạng mụ lưỡi dách chày hơi sực hòn cọt xíu háo có nghĩa là a tan họp xong anh hẹn hai mẹ con em cùng ăn món nướng Hàn Quốc hát. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè. A có nghĩa là à, hói diền quỷ, hói diền quỷ có nghĩa là tan họp, hói quỷ có nghĩa là họp, hói diền quỷ có nghĩa là tan họp xong. Ngọ là anh hay là tôi, dẹp, dẹp có nghĩa là hẹn, lị tì có nghĩa là hai mẹ con em, lị tì lợn mụ lưỡi có nghĩa là hai mẹ con em, dắt chày hôi, dắt chày hôi sực, dắt chày hôi sực có nghĩa là cùng ăn, cùng đi ăn. Dắt chày có nghĩa là cùng, hôi sực có nghĩa là đi ăn. Đi ăn cái gì? Hòn cọt xíu háo, hòn cọt xíu háo có nghĩa là món nướng của Hàn Quốc. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. A hói diền quỷ ngọ dẹt lị tì lợn mụ lưỡi dắt chày hôi sực hòn cọt xíu háo. A hói diền quỷ ngọ dẹt lị tì lạng mụ lưỡi dắt chày hơi sực hòn cọt xíu háo có nghĩa là a tan họp xong anh hẹn hai mẹ con em cùng ăn món nướng Hàn Quốc ha. Rồi khi mà nghe chồng mình đề xuất cái món ăn Hàn Quốc thì người vợ sẽ nói như thế này. Ý kiến hay, em có thể rước con xong dắt nó đi công viên chơi chút xíu. Thì ta sẽ nói như thế nào? Hữu thầy gì ngọ hỏ gì chịp lùi lưỡi phong duyên họ tai khủi hồi cúng duyên quản dắt chành. Hữu thầy gì ngọ hỏ gì chịp lùi lưỡi phong họ tai khủi hồi cúng duyên quản dắt chành. Hữu thầy gì ngọ hỏ gì chịp lùi lưỡi phong dìn họ tài khội hồi cúng duyên ngoại nhất trần. Hữu thầy gì ngọ hỏi gì chịp lùi lưỡi phòn dìn họ
tài khội hồi cúng dưỡng quả nhất trần, có nghĩa là ý kiến hay, em có thể rước con xong dắt nó đi công viên chơi chút xíu. Thì ta cùng nhau giải thích thôi quý vị các bạn. Hữu thầy gì có nghĩa là ý kiến hay, ngọ là em hay là tôi, hỏi gì là có thể, chip lùi lưỡi là rước con gái, phong duyên họt có nghĩa là tan học. Ngọ hỏi gì, chip lùi lưỡi, phong duyên họt có nghĩa là em có thể rước con gái xong. Tai có nghĩa là dắt, khội có nghĩa là nó, là con gái. Hơi là đi, cúng duyễn là công viên, cúng duyễn là công viên. Quảnh có nghĩa là chơi, dắt chành có nghĩa là chút xíu, quảnh dắt chành có nghĩa là chơi chút xíu. Tai khỏi hơi cúng duyễn quảnh dắt chành có nghĩa là dắt nó đi công viên chơi chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Hữu thầy gì, ngọ hỏi gì, chịp lùi lưỡi phong duyện họt, tài khội hồi cúng duyễn quả nhất trần. Hữu thầy gì, ngọ hỏi gì, chịp lùi lưỡi phong duyện họt, tài khội hồi cúng duyễn quả nhất trần, có nghĩa là ý kiến hay, em có thể rước con xong dắt nó đi công viên chơi chút xíu. Rồi ta tiếp tục. Người chồng nghe vợ mình sắp xếp công việc như thế thì trả lời như thế này: quyết định vậy đi, chút gặp lại. Thì ta sẽ nói như thế nào? Hữu giá dưới cẩm hòa giá trành kiên, hữu giá dưới cẩm hòa giá trành cán kiên, hữu giá dưới cẩm hòa giá trành cán kiên, hữu giá dưới cẩm hòa giá trành cán kiên, có nghĩa là quyết định vậy đi, chút gặp lại. Thì ta cùng nhau giải thích thôi quý vị các bạn. Hữu có lẽ có nghĩa là dắt dưới cẩm hòa, dắt dưới cẩm hòa có nghĩa là quyết định vậy đi. Dắt chành cán kiên, dắt chành cán kiên có nghĩa là chút gặp lại. Dắt chành cán có nghĩa là chút, kiên là gặp, dắt chành cán kiên có nghĩa là chút gặp lại. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Hổ dắt dưới cẩm hòa dắt chành cán kiên có nghĩa là quyết định vậy đi, chút gặp lại. Thì khi mà người vợ nghe chồng mình nói như vậy thì cô ấy muốn nói chúc gặp lại, chào tạm biệt, thì sẽ nói như thế nào? Hữu dắt chành chành cán kiên choi kiên, hữu chành cán kiên choi kiên, hữu chành cán kiên choi kiên có nghĩa là chúc gặp lại, chào tạm biệt. Hữu có nghĩa là và ok, là đồng ý. Chành cán kiên có nghĩa là chúc gặp lại, choi kiên có nghĩa là lời chào tạm biệt. Rồi khi mà nghe đối phương vợ mình nói lời tạm biệt thì người chồng cũng phải nói lời tạm biệt, thì đó là chào tạm biệt, choi kiên. Thì bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn lắng nghe phần đàm thoại ha. À, nói về các bối cảnh. Bây giờ bối cảnh thứ nhất. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn lắng nghe đàm thoại 1. Nói về bạn thích ăn món gì. Bây giờ bắt đầu nhé. Thiến dạch lì tì sáng sực mắt xuống. Thính ma ngồi thì tả pin nổ hổ mà. Hữu thầy gì, thiến hi hói sĩ tùng tả biến lầu chầu dắt lầu lá. Mama, lì không hổ mong kì bài đô đi phì ngầu thùng đầu phù. Tiếm ngùi mù kì tắc, có tí sùng lì chưa chung di sực á ma. Mô chò là, chung yêu mãi đi hỏi xin bì bà ba. Hỏi xin, mộ mạnh thầy, chung dậu lì cùng cúng phò phò, chung di sực chó choi ngám ngám. Ngô mà má chân hổ, ngô ngoài lị. Ngô tú ngoài lị. Thế nhật, lị ẩm sải phán họ. Ngô tì lạng mũ lưỡi, giá chài hơi cái sĩ mãi sung. Hổ à, hổ à. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục.
nghe đàm thoại bối cảnh thứ hai nói về trò chuyện của bà chủ và người giúp việc nhà. Mời quý anh chị và các bạn lắng nghe nhé. Chú Sành, lão bản lượng. Chú Sành, Hana. Chén lão bản lượng xích chú chan. Lý đi hay gà lý, ngầu lãm gà phạt bao. Lý chú chung y xích. Mài sơn kỹ hữu, tặng ngọ xì hạ. Chẳng hài hữu hữu mẹ. Đó chè lý. Chính mình cơm lý sẵn xích mất dễ. Cơm nhật, ngọ sẵn xích hỏi xin thảo miền. Lị hỏi không hỏi gì, chỉ ní dần xung xôi, bỉ ngọ mà. Hổ ạ. Ba có chúng hầu hầu, 8 tiếng đồng hồ sao? Má ngó lô bán lượng. Lị hữu. Chén lô bán lượng dùng mạng chán, lý đi hay hỏi xin chảo miền. Ngọ có tắc phí sợn hổ mì. Tó trẻ lị. Lý chủ xung cái sổ xây đều không chó. Đó chè lão bản lượng cái trang sản. Mà hồi kê dục lũ lịch chủ đó đi mỹ mỹ cái xung chơi bí lý. Hổ, thứ nhật ngọ hồi Singapore công con. Hổ à, cảm chứng mình lão bản lượng chút ngoài công con kỹ đó nhá. Tại giờ, giác có xứng kỳ. Lý hãy ốc khỉ kỳ tắc bó ngọ chiêu cù. Xí xí, mỗi mạng tôi kỳ tắc, thùng khỏi hơi sàn bầu. Hổ à, chung nhau mô dễ ngồi hỏi gì bóng đồ lý. Chung nhau, lý kỳ tắc chuẩn xì, bóng ngọ quay tí dữ. Thùng dự lần, ngám ngám hổ, chào hỏi gì là. Hay à, ngồi mình bà là. À, ngồi hỏi gì bóng này chấp hành lý mà. Âm sảy la, ngọ chỉ kỹ chấp tắc là Hana, lị sinh phụ chỗ sừng dạch, lị chủ đi giấu sức la. Đó chè lũ bản lượng, lị tư chủ đi giấu sức. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn tiếp tục lắng nghe đàm thoại 3, bối cảnh số 3, nói về rút con tan học. Xin mời quý anh chị và các bạn lắng nghe nhé. Quẩy quẩy. Quẩy. Lị quẩn ngọ mấy xị. Lô bò yết dành ngọ yếu ớt cầu quý yếu hôi. Số yì chỉ ớt cầu chung xin phán ốc kỳ. Nhìn là hài cảm. Cấm lị bó ngọ chếp lời lấy phòng hộ mà. Hổ à, mô mần thầy. Cấm ngọ tì kè mạng sáng tỉ mà. À, khai yến hội, tôi dẫn lì đi hai mụ nữ một chỉ đi ăn Hàn Quốc xiêu hào. Hổ thầy gì, tôi có gì, tiếp lùi lùi phong viện học, đại khai hội công viên quẩn một trận. Hổ, nhất như cũng mà, một trận gian kiện. Hổ, trận gian kiện, trai kiện. Trai kiện. Rồi, đây là tổng cộng 3 cái bối cảnh rất là thực tế và rất là thực dụng. Thì người Hồng Kông người ta cũng đang xài, cũng thường nói hơn vậy các bạn. Thì mình mong là quý anh chị và các bạn cũng thích nó. Thì quý anh chị và các bạn nè, thích những cái mẫu câu nào đó thì quý anh chị và các bạn ghi lại và học thuộc nó. Nhớ ghi lại, học thuộc nó, đó là cách duy nhất để mà chúng ta có thể nói được lưu loát ha quý anh chị các bạn. Chúng ta phải học từ, chúng ta phải học nói, chúng ta phải dặn nói. Chúng ta cứ nói sai sẽ sửa, thì có như vậy chúng ta mới tiến bộ được ha quý anh chị và các bạn. Thì bây giờ đó thì mình xin dừng ở đây ha. Thì kỳ sau cái mà chủ đề số 31 đó thì mình sẽ giải đáp theo cầu của bạn đọc là có một em nó hỏi mình nó là gợi ý cho em nó về những cái cách trả lời hay là những cái câu hỏi mà trong cái vấn đề xin việc làm á quý anh chị các bạn, trong cái vấn đề phỏng vấn và đặc biệt là ở nhà hàng khách sạn á quý anh chị các bạn.
thì kỳ sau mình sẽ giải đáp cái chủ đề này ha. Thì cũng mong là quý anh chị và các bạn sẽ đón xem nó ha, thì nó cũng rất là đặc biệt. Thì cuối cùng mình xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn có nhiều niềm vui trong học tập, trong các học tập tiếng Quảng của mình, và có nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Joy Kim.